Để anh lên chợ giúp em đi. Nhanh 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 nhanh. Em cởi cái áo đã nóng quá. Vã hết mồ hôi ra rồi không kịp rồi. Nhanh nhanh em ra chợ nào nhé. Cần gấp để. Ra cái quạt lên báo gặp tao rồi này. Chúng ta phải xài cái tạp kia kìa. Cái hẹn răng ổn đi con. Khó đấy ạ. Giống thồng lũng tư. Rất là nóng luôn. Rợn đi nhé. Đi con đi đi. Đấy nó chảy như này thì mới dễ này. Nhằng nó mới lòi ạ. Lọ mới. Lọ đi nếp nà hơn. Lọ này lọ thịt tinh, lọ trước là lọ nhựa. Lọ nà hơn. Như là lòi hơn mà. Đấy, lọ đi răng đi. Một lạng thôi. Lọ trước mình là hai lạng. Hai lạng thì sao bố mua ăn đấy nọ ý nọ. Cho nó kèm bố bất tem hết. Thích chạy. Bài thó còn là tem tích. Thành cái gì phút đâu mà. Tem số đi án ạ. Số đi đế ạ. Số chọc phải rồi ạ. Số thổng giác lại cũng thổng giác. Một bé đánh thổng thì tổng lại cho ạ. Đúng. Tem mộng. Tem là dễ gớp vậy. Nghe sao đó nghe. Hai ra không? Bên tôi đè ra 20 phút. Nghe là từ phút từ ma 20 phút. Mà thế à? Mà xả ra thì xả đó hay mấy cái món. Ăn đó xong nó nghe. Đâu. Có nghĩa là nó vẫn nén khí ấy nhỉ? Ừ. Không biết hát cái gì. Rất là nghe nó. Xem ai đóng đẹp hơn nhá. Xem ai đóng đẹp hơn bị dính hay không bị dính nhá. Hôm nay em phải cố làm đẹp mới được. Sao anh án cần rồi đi. Này con. Ừ. Tem quạt. Khí tham tham anh ấy phải để khí lọ. Bây giờ chơi bài đấy thôi. Chả cứ thó mét ra đi lấy tem quả. Này vẫn dư mà để soi mà. Đi vẫn dư mà để soi mà mà. Khó lọ đài tiết rồi này. Khí cáo như thân 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 thân. Thế sao chả hó thó kỳ lại hó nào ý. Hả? Ừ, chả ướn lên. Chị ăn á. Sao ăn nó thùng rồi đúng. Cần cái gì cắm, không có được cái cắn gì. Nó không chở cái tòa tí sang giúp được cái án được. Mấy án lò nó mà lò răng hả? Chứ à, nó không nào tính hệt giảm lông cả. Thôi răng là nó tem quả. Thật ra khó cứu cú này thôi nó. Thật ra nó tem quả. Úi, ừ, răng nó nhỏ cố nó tải quả. Kéo lọ mình đóng là đẹp nhất. Bác có cả bên cái cho mi sang nó tăng giống khỏe lắm rồi. Thế xếp thó thồng thồng khó mà nhỉ. Mà khó thông không có khó lộ nó còn thành khó cái ngài hơn đâu.
mệt phạt hết ạ. Thế bây giờ mình gói trực tiếp ở đây, đây nó còn dính ác đấy nhỉ. Mama không muốn nghỉ, làm từ hôm qua về ra thổm ha thế tràn đi này à, một còn qua miếng lại thờ nữa. Thờ nhiều quá phải lấy ra đó. Đây công đoạn gói cao nhé cả nhà nhé. Rất là khéo léo đó ạ. Đây, gói được một gói rồi. Đây, gói xong rồi nhé. Đẹp như thế này rồi. Tươm à. Sản phẩm ra đây các bạn. Không có. Không sao, không sao. Bỏ tay ra thì bỏ tay ra đấy, đừng bỏ được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. Đấy, đóng gói xong đẹp nhỉ. Ông Anh luôn này. Toàn thấy dấu vân tay của em thôi. Ông Anh, ông Anh. Nào á. Thẳng, bắn thẳng lên. Thôi vậy là đã xong, chuẩn bị đi gửi hàng tiếp thôi. Đây, đống này nữa nhỉ, đống này nhìn đẹp hơn đấy nhỉ. Đây còn bên này cũng rất là nhiều này. Ngoài ra thì đây bên này nữa này mọi người ạ. Nhà toàn cao là cao. Vâng, thế thôi, thế chứ lưu cho gì. Cho vào lọ này đẹp hơn lọ trước nhỉ chị nhỉ. Rồi, vâng, thế tí thì nhắn đi nhé, nhắn số tài khoản tôi cho nhé. À không gì ơi, thôi, thế để cho Bảo với Nga đưa tiền mặt cho gì đi. Rồi, vâng, hoặc cái Bảo Nga đưa gì được, vâng. Thank you.